Chào tất cả các bạn và các học sinh. Thứ hai, tích phân. Này, khái niệm tích phân, kịch tính các tính chất của tích phân, phương pháp tính tích phân, phương pháp đổi biến số, phương pháp tích phân từng phần. Ta đang đi về vấn đề 1, tích phân. Tính tích phân bằng cách sử dụng bảng nguyên hàm. Người ta đã qua được clip thứ nhất là tính các tích phân sau. Người ta cũng đã đi qua bài số 2 là tính các tích phân sau. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài số 3. Đây là đến về tích phân, tính các tích phân về lượng giác. Bài 1 là về đa thức, bài 2 là về căn thức. Bây giờ là bài số 3 là về lượng giác. Ta đi vào câu A. Tích phân là từ 0 đến pi của sin 2x cộng pi trên 6 dx. Thì bài này thuộc dạng đơn giản nha. Cái gì lấy đầu hàm ra sin thì nên phải cos. Cos lấy đầu hàm trừ sin thì phải trừ cos 2 trừ cos 2x cộng pi trên 6. Nhưng mà đây là cos u cho nên mình u đầu hàm tức là 2x cộng pi trên 6 đầu hàm. Nó lại ra số 2, cho nên trên đây ta phải thành 1 phần 2 cộng lên từ 0 đến pi. Bằng trừ 1 phần 2. Chỗ đây là 2 pi cộng pi trên 6 trừ cho cos của 0 2 nhân 0 cộng pi trên 6 bằng trừ 1 phần 2 cos của 2 pi cộng pi trên 6 là bằng cos của pi trên 6. Cos của pi trên 6 là bằng căn 3 chia 2. À, như vậy 0 đến pi sin đi từ 0 cho đến pi thì nó bằng 0 rồi các bạn. Cos của pi trên 6 này cũng là bằng căn 3 chia 2 luôn. Vậy nó bằng 0. Qua câu B. Tích phân đi từ trừ pi trên 3 đến pi trên 2 của 2 sin x cộng 3 cos x cộng x. Thì 2 sin x thì tích phân nguyên hàm của 2 sin x là bằng trừ 2 cos x. Rồi cos lấy đầu hàm bằng trừ sin. Đây là cộng 3 sin x. Sin lấy đầu hàm bằng cos. Cộng 2 là x bình phương chia 2. Cộng pi từ pi trên 3 đến pi trên 2. Nó sẽ bằng 2 nhân ra cos của pi trên 2 cộng 3 sin của pi trên 2 cộng pi trên 2 mũ 2 trên 2 trừ 2 cos của pi trên 3 cộng 3 sin của pi trên 3 cộng pi trên 3 mũ 2 trên 2.
Cos của pi chia 2 thì bằng cos của pi chia 2 là bằng 0. Đúng không? Cos của pi chia 2 sin của y chia 2 là bằng 1. Số 3 đây là pi bình phương chia cho 4 chia 2 là bằng 8. Cho nên là căn 3 chia 2. Pi sin 3 là căn 3 chia 2. Căn 3 chia 2 nhân 2 là căn 3. Cộng căn 3. Sin của pi chia 3 thì cos của pi chia 3 là 1 phần 2 nha. 1 phần 2 tôi cộng dấu 1. Sin của pi chia 3 là bằng căn 3 chia 2. Đây là cộng trừ pi bình phương trên 18 sẽ bằng một phần 8 trừ cho 1/18 5/72 4 trừ 3 căn 3 5 pi bình phương bằng 72. Đó qua câu C. Câu C tích phân từ 0 đến pi trên 6 của sin 3x cộng cos 2x. Cái gì lấy đầu hàm bằng sin? Như vậy là cos. Nhưng mà đây là trừ cos. Nhưng mà 3x đầu hàm ra số 3 cho nên có 1/3. Cos lấy đầu hàm bằng trừ sin, có dấu trừ thành cộng. Đây là 1/2 sin 2x. Cận đi từ 0 đến pi trên 6. Bằng trừ 1/3 cos của pi trên 6 nhân cho 3. Cộng 1/2 sin của 2 nhân pi trên 6 trừ 1/3 cos của 0. Cộng 1/2 sin của 0. Đây trừ 1/3 cốt của pi trên 2 là bằng 0. Còn 1/2 sin của pi trên 3 là bằng căn 3 chia 2.
Cos của không là bằng 1. Trên của không là bằng 0. Như vậy đáp án cuối cùng là bằng căn 3 chia 4 cộng 1 phần 3. Ta qua câu tiếp theo. Câu D. Nguyên hàm đi từ 0 đến pi trên 4. Căn tan x nhân đi cos bình phương x 0 đến pi trên 4 tan x mũ 1 phần 2 nhân cho đi x cos bình phương x. Như vậy đây sẽ là bằng tan của x mũ cái này 1 phần 2 cộng 1 rồi bằng 3 phần 2. 3 phần 2 thì cho nên là 2 phần 3. Rồi, nhưng mà ta lấy đầu hàm thì ra lại là tan x mũ 1 phần 2 rồi tan x đầu hàm 1 đến cos bình. Vậy nên là 0 đến pi trên 4 bằng 2 phần 3 tan của pi trên 4 mũ 3 phần 2 tan của 0 mũ 3 phần 2. Tan của pi trên 4 là 1. Như vậy đây nó sẽ bằng 2 phần 3 nhân cho 1. Tan của 0 là bằng 0. Bằng 2 phần 3. Câu D rồi. Tôi qua câu E. Tích phân đi từ pi trên 4 đến pi trên 3 của 3 tan bình phương x dx. Pi trên 4 đến pi trên 3 cộng cho 3 và trừ đi 3. Không thì ta làm cách này. Ba cộng một trừ một đi ba tích phân từ pi trên 4 đến pi trên 3 của 1 trên cos bình phương x tan bình phương cộng 1 là 1 trên cos bình trừ cho 1 ấy là tan x trừ x nên mình muốn lấy bi thì ba bằng 3 tan của bi trên 3 trừ cho pi trên 3 rồi trừ và tan của pi trên 4 trừ pi trên 4 tan của pi trên 3 là căn 3 tan
tan của pi trên 4 là 1 cộng pi trên 4. Ba căn 3 trừ 1 pi trên 4 và trừ pi trên 13 bằng trừ pi trên 12. Xong qua câu F. Câu F. Vâng, đi từ B trên 6 đến B trên 4 của 2 lần cô tan cộng 5 để bằng tích phân đi từ B trên 6 đến B trên 4 của 2 lần cô tan bình phương x. Cộng cho 2 rồi cộng cho 3 để kết căn lại từ 0 pi 6 của pi trên 4 2 lần tan từ x cộng 1 cộng cho 3 để x tích phân từ pi trên 6 đến pi trên 4 2 lần luôn, 1 trên sin bình phương không cho pi trên 6 3 đi. Này nó sẽ bằng cô tan cái đầu hàm là bằng 1 trên trừ 1 trên sin bình. Cho nên chỗ này là bằng trừ cô tan trừ 2 cô tan. Rồi là cộng cho 3 x cộng từ pi trên 6 đến pi trên 4 trừ 2 cô tan pi trên 4 cộng 3 nhân pi trên 4 trừ 2 cô tan pi trên 6 cộng 3 nhân pi trên 6. Cô tan pi trên 4 thì cũng bằng là 1, tan cũng 1 mà cô tan cũng 1, cho nên chỗ này là bằng trừ 2. Đây là 3 pi trên 4. Cô tan của pi trên 6 là bằng căn 3. Cô tan của pi trên 6 là bằng căn 3. Căn 3 cộng 2 căn 3 trừ pi trên 2 đáp án cuối cùng của mình là trừ 2 cộng 2 căn 3 3 pi trên 4 trừ pi trên 2 tức là trừ 2 pi trên 4 còn lại là pi trên 4. Rồi đúng qua bài tiếp theo khá dài nha. Đúng qua bài G tích phân từ 0 đến pi trên 2 của đế trên 1 cộng sin x thì cái này mình thấy nhân 0 đến pi trên 2 mình nhân 1 trừ cho sin x
Một cộng suy nghĩ nhân một trừ suy nghĩ. Đây là để không đến bi thứ hai. Một trừ suy nghĩ. Đây là để x. Đây là một trừ suy bình phương x. Bằng không đến bi thứ hai. Một trừ suy nghĩ. Trên cos bình phương x. Để không đến bi trên 2 1 trên cos bình phương x trừ bi trên cos bình thì đó. Đây là một cái đơn giản là một trên cos bình tức là tan tan x cộng hàm ra một trên cos bình, còn trừ sin trên cos bình đó là một trên cos x đạo hàm mà nó sẽ ra là u phi v trừ v phi u u phách v trừ v phách là cos x là ra sin x, v phách là trừ sin x trên cos bình. Trừ v phách là trừ cos x, cos x cos x một trên cos x là đạo hàm trừ cos x như vậy nó bằng trừ sin cos lấy đạo hàm là bằng sin là sin x trên cos bình, như vậy là chỗ này không đúng rồi. Cho nên dấu cộng nha, dấu cộng vì u phách v là bằng không, v phách u là bằng sin x trừ v phách u trừ có là trừ nữa thành sin rồi. Cho nên tiếp cận đây từ không đến bi sin hai. Tan của pi trên 2 trừ 1 trên cos pi trên 2 để trừ cho tan của 0 quá. Đây là tan không trừ cho tan không rồi trừ cho một trên cos của không, tan pi trên hai là bằng vô cùng rồi cos của pi trên hai là cũng vô cùng luôn, cos của pi trên hai là không
Đáp án của không là không. Bài bài này bị sai đề rồi nhé các bạn. Bài này bị sai đề. Cẳng nó sai. Không tính được. Tôi qua bài hát. Bài hát nha. Bài hát. Còn bài ca lờ mờ nữa. Tích phân đi từ 0 đến pi sin 2 của 1 rồi cos x trên 1 cộng cos x. Thì sẽ có cos 2x nè bằng 2 cos bình phương x trừ 1 bằng 1 trừ 2 sin bình phương x. Nhưng mà 2 cos bình phương x là bằng 1 cộng cos 2x. 2 sin bình phương x là bằng 1 trừ cos 2x. Như vậy đây nó sẽ bằng 0 được pi trên 2 2 lần sin bình phương x trên 2 2 lần cos bình phương x trên 2. Tích phân đi 0 đến pi trên 2 của tan bình phương x trên 2 cộng đến pi trên 2 cộng 1 trừ 1 dx 0 đến pi trên 2 1 trên cos bình phương x trên 2 cho nên là 1 trên cos bình phương x trên 2 này. Vậy mình sẽ có tan tan của x chia 2 đạo hàm sẽ ra 1 trên cos bình phương x chia 2 rồi x chia 2 đạo hàm nó ra 1 phần 2 cho nên mình phải nhân trong cho 2 rồi trừ đi x cận đi từ 0 đến pi chia 2 bằng 2 tan của pi chia 2 chia 2 thành ra pi chia 4 trừ pi trên 2 2 tan của 0 trừ 0. Như vậy là nó sẽ bằng tan của pi chia 4 là 1 mũi 2 là 2 trừ đi pi trên 2. Chúng ta câu y. Câu y sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến pi trên 2 của sin bình phương x cos bình phương x dx bằng 1 phần 4 0 đến pi trên 2 của 4 sin phương x dx bằng 1 phần 4 0 đến pi trên 2 của 2 sin x x tất cả bình phương 1 phần 4 2 sin x có x là bằng sin 2 x. Mũ 2 đi sin mũ 2 thì nãy mình đã có công thức là bằng 1 phần 4 cho nên là 1 trừ cos 4x
Minh hay mua 2. 1 trừ cos vô ích của 2. Vì cos 2x là bằng 2 cos phần trừ 1. 1 trừ 2 sin phương. Chỗ này trên 2 thì nghe. Trên 2 nè. Để bằng 1 phần 16. 1 trừ 2 là cos 4x. Cộng cos 4x tất cả mũ 2. Rồi dx. Một phần 16 nhân pi trên 2. 1 trừ 2 là cos 4x. Chỗ này là 1 cộng cos 8x chia 2 tất cả mũ 2 dx. Cho nên không có mũ 2, lộn. Chỗ này thôi, còn 2 thôi. Một cộng 1 phần 2 là 3 phần 2. Trừ 2 cos 4x cộng 1 phần 2 cos 8x dx. Cho nên là 3 phần 2 2 phần 4 sin 4 x sin đó là cos sin 4 x nên hình ra số 4. 1 phần 2 nhân cho 8 sin 4 x 0 đến pi trên 2. Vậy ta nhân luôn rồi ta rút ra 6 16 luôn, 16 nhân 6 luôn, 96 luôn. Rút ra 16, 16 thì trên đây còn là 83 phần 4, 42 là 8. Không nên bị gì này. Chấm 4 nhân bị trình 2. Trừ. Không. Sin của 0
Sin 8x cũng bằng 0 luôn, sin 0 bằng 0. Bằng 1/96. Là 12 pi. Sin của 2 pi thì cũng bằng 0 luôn. Sin của 2 pi bằng 0, sin của 4 pi cũng bằng 0. Bằng 12 pi trên 96 bằng 1/8 chia 8. Vậy dài đâu, qua câu tiếp theo. Câu K, tích phân đi từ pi trên 6 đến pi trên 3, tan x trừ cotang x mũ 2 đi. Pi trên 6, pi trên 3, đi. Pi trên 6 đến pi trên 3 pi trên 6 pi trên 3 tan bình phương x cộng 1 cộng cotang bình phương x cộng 1 trừ đi 4 đi. Pi trên 6 đến pi trên 3 1 trên cos phương x trừ 4 tan x rồi trừ cotang x rồi trừ 4 x. Pi trên 6, pi trên 3. Tan của pi trên 3 trừ cotang của pi trên 3 trừ 4 nhân pi chia 3 trừ tan của pi trên 6 trừ cô tăng của pi trên 6, pi trên 6 tan của pi trên 3 là bằng căn 3, pi trên 3 là trừ căn 3 chia 3, 4 pi chia 3 trừ cô tăng pi trên 6, tan pi trên 6 là bằng căn 3 chia 3 cộng cotang pi 6 là cộng căn 3 cộng 2 pi chia 3 căn 3 với căn 3 là 2 căn 3 2 trừ đi 2/3 4/3 trừ 20 chia 3
Thông qua câu L. Tích phân được từ trừ bi trên 2. Bi trên 2. Mà là sin A cos B. Trừ sin B cos A. Sin A cos B cộng sin B cos A trừ B trên 2. Sin B 4 là bằng căn 2 chia 2. Thì đó với cái này nó sẽ bằng log. Log của cos x. Vì sao? Vì đạo hàm của log cos x cộng sin x là 1 nên cos x cộng sin x. Rồi cos x cộng sin x đạo hàm nữa. Cos thì bằng trừ sin, sin bằng cos. Cộng cái trừ bi. Lóc cốt của bi 2 là 0. Lóc của cốt của trừ bi chỉ 2 là cũng không luôn. Bằng log 1. Cuối cùng bằng 0 luôn. Qua bài M. Tích phân đi từ 0 cho đến bi trên 4. Của cốt của 4x. Được 0 lên bi trên 4. Cốt mũ 2 là mũ 2. Từ 0 lên bi trên 4. Chỗ này 1 cộng cốt 4x trên 2 mũ 2. Một phần bốn nè. Hai lần cốt bốn x. Mũ hai đi. Một phần bốn. Nguyên bi trên bốn. Một cộng hai cốt bốn x. 1 cộng cos 8x chia 2. Đi. Bằng 1 phần 4. Còn từ 0 đến bi trên 4. 1 phần 2 đúng không? Hoặc là 3 phần 2. Ba phần hai cộng hai sin bốn x
cộng 1 phần 2 rồi 8 rồi sin 8x 0 pi chia 4. Tầng 1 phần 4 3 phần 2 nhân pi trên 4 1 phần 16 0 sin 0 là bằng 0 0 1 phần 4 3 pi chia cho 8 sin của pi là 0 sin của 2 pi cũng bằng 0 3 pi trên 32 quay dạng 4 nữa không? Quay dạng 4. Vậy các bạn và các em xin 12 thân mến. Cái clip của chúng ta đến đây là hết rồi nha các em. Đây là về lượng giác này, tính tích phân của hàm số lượng giác. Xin chào tạm biệt và hẹn clip sau nha. Bye bye.